Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên robot. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái combo rất là rẻ, rất là vừa túi tiền. Thế mà hát lại tuyệt hay. Một cái combo mà có thể nói rằng là nó bảo đảm cả cái yếu tố thẩm mỹ lẫn cái yếu tố chất âm và yếu tố túi tiền, ba cái yếu tố mà chúng ta đều thỏa mãn được cả. Thứ nhất là về cái mức tiền. Nói tiền trước đã. Thì cái combo này nó rất là rẻ thôi mà vẫn đầy đủ. Hai đôi loa. Tổng giá trị hai đôi loa chỉ có 28 triệu. Thế thôi. Đấy. Mà lại bày biện rất là đẹp. Đấy. Hát lại rất là hay, tuyệt hảo luôn. Mà thể hiện đầy đủ tất cả các giải âm luôn. Đấy. Thì chúng ta hãy xem xét nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái combo bao gồm có hai cặp loa. Cặp thứ nhất là tôi đang sử dụng một cặp 501 Series 4. Đấy, bày biện lên rất là đẹp luôn. Nhất là nhà những ai mà các bạn mà nhiều đồ gỗ thì bày biện cặp loa này ở dưới tôi tin chắc rằng nó rất là hoài cổ. Cặp này thì tôi chuyên môn đánh ở tầm thấp. Cặp thứ hai là tôi đang sử dụng một cặp 301 Series 2. Cũng màu vân gỗ tương đồng với cặp loa ở dưới. Thì với hai cặp loa này, một cặp chúng ta treo ở trên cao và một cặp chúng ta để ở dưới thấp. Thì cái cặp ở dưới thấp ấy, thì chúng ta để nó cho nó cái nền nhạc của nó tương đối nhiều nhiều một chút. Còn cặp ở trên cao thì đóng vai trò trợ lời là chính. Thì nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh rất tốt. Và chúng ta hát thì cũng rất là ổn. Lát nữa chúng ta sẽ xem. Lát nữa tôi sẽ test thử luôn để chúng ta cùng xem. Thế thì với một cái combo như thế này chỉ có 28 triệu mà chúng ta được hai cặp loa bày đẹp, nghe hay, hát tốt thì tôi nghĩ rằng nó cũng rất là hợp lý. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau test thử nhé. Lạy Chúa con là linh trần ngoài biên, vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống, anh sao luôn đi muôn màu, còn tuổi hòa châu soi thiên đầu. Lạy Chúa con là thiếu phù miền, trông con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân xa, con đời tàn đông mới tin về. Đàn xe không trung đêm đêm cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời, xin đem buồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười. Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh, vì cha là linh con thiết tha sinh, an vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm sạch đẹp, để mẹ hiền con hết ưu quyền.
còn là lính trần ngoài biên. Vì xa thành phố xa quá đến quê, đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lung linh buồn màu, còn tường hòa châu soi thiên đường. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền chồng con vì nước nên đã ra đi, hai ba năm chưa thỏa chí hết thu qua sơn xa hè, con đời tàn đông mơ đi về đàn xe không chung. Đêm từng đêm vẫn nghe từng lớp chạy đi, cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời xin đem buồn vui tới, nhưng những đôi môi này đã lấy không người. Lạy Chúa, Chúa con lứa tuổi hồng sinh, vì cha là lính con thiết tha xin an vui cho người đầu tiên che thơ yên tâm sạch đẹp để mẹ hiền con hết. An vui cho người đầu tiên che thơ yên tâm sạch đẹp để mẹ hiền con hết ưu.